Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Xế Cưng. Hiện tại trong số 3 cái tên dẫn đầu nhóm sedan hạng B chỉ có Honda City và Vios là hai mẫu xe mới nhất nhận được bản facelift, và gần đây nhất là Honda City vừa ra mắt hồi đầu tháng 7. Xét về giá bán, khi chọn bản cao nhất của City, người mua sẽ chỉ phân vân lên bản cao nhất của Vios hoặc lên luôn phân khúc sedan hạng C, chứ Accent thì giá thấp hơn hẳn rồi. Vậy thì Honda City RS 2023 sở hữu những lợi thế nào để có thể đấu với Toyota Vios bản G-CVT 2023? Chúng mình hãy cùng tìm hiểu nhé! Đối với phiên bản cập nhật lần này thì giá bán của Honda City 2023 sẽ tăng từ 10 cho tới 30 triệu đồng so với đời cũ. Còn bản facelift của Toyota Vios vẫn giữ nguyên giá bán phiên bản cao nhất. Trong khi đó, hai phiên bản là EMT và ECVT lại giảm lần lượt là 10 cho tới 14 triệu đồng. Với sự điều chỉnh giá bán này thì Honda City bản RS sẽ nhỉnh hơn Toyota Vios bản G-CVT khoảng 17 triệu đồng. Nhưng mẫu xe của Honda lại được bổ sung thêm rất nhiều những tính năng trang bị an toàn đáng chú ý và điều chỉnh nhẹ về diện mạo, trông thể thao hơn kha khá. Chưa xét riêng hai phiên bản cao nhất, nhưng mà nhìn chung trong giải tùy chọn thì City đang có lợi thế hơn so với Vios, vì City bản thấp nhất vẫn được trang bị gói tiêu chuẩn Honda Sensing. Mình sẽ bỏ qua so sánh thiết kế vì đây là câu chuyện của sở thích, thay vào đó chúng ta sẽ cùng nhau nói về kích thước của hai mẫu xe này. Trong nhóm sedan hạng B thì Honda City vẫn luôn là mẫu xe có kích thước tổng thể lớn nhất phân khúc, tiệm cận với cả phân khúc sedan hạng C. Vios cũng nổi tiếng với sự thực dụng của mình, bởi vì xét cho cùng thì đây là hai mẫu xe đến từ Nhật Bản, có phong cách thiết kế theo kiểu tối ưu khoang cabin. Thông số kỹ thuật của Honda City 2023 thì gần như là vẫn giữ nguyên, chỉ có chiều dài phiên bản 2023 được tăng từ 27 lên 36mm bởi vì là có thay đổi thiết kế phần cản trước và cản sau. So với Vios thì chiều dài và trục cơ sở của City dài hơn lần lượt là 164 và 50mm, trong khi chiều rộng và chiều cao thì tương đương. Do đấy, không gian bên trong Honda City 2023 sẽ đem đến cái cảm giác thoáng hơn và khoảng trống phía trước chân của người ngồi hàng ghế sau cũng sẽ thoải mái hơn so với Vios. Tuy nhiên, chiều cao của Honda City thì tương đối thấp, cho nên người ngồi sau mà có chiều cao trên 1m8 thì có thể là sẽ chạm trần. Nhưng mà chiều cao của Vios cũng tương tự như vậy. Cho nên lợi thế đang nghiêng về City khi cùng với những trang bị sau đây thì chiếc xe này thực sự đã tiệm cận về mặt cảm giác với phân khúc sedan hạng C. Về trang bị thì phiên bản mới nhất của Honda City 2023 vẫn sử dụng đèn LED chóa phản xạ, trong khi đấy Vios mới đã được nâng cấp lên hệ thống LED projector. So về khả năng chiếu sáng thì chắc chắn là hệ thống đèn pha của Vios sẽ vượt trội hơn so với đối thủ. Không những vậy, đèn LED projector của mẫu xe này lại còn được trang bị trên cả 3 phiên bản, trong khi Honda City bản G và L sẽ chỉ sử dụng bóng halogen mà thôi. Mặc dù hệ thống điều hòa trên Honda City RS và Toyota Vios bản G-CVT đều là tự động một vùng, thế nhưng mà trên cả 3 phiên bản của Vios thì vẫn chưa được trang bị cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau. Còn trên phiên bản L và RS của Honda City đã được trang bị cái tính năng này rồi. Bên cạnh đấy thì trong lần nâng cấp này, Vios vẫn chưa được bổ sung thêm tính năng đầy nổ từ xa trên chìa khóa, trong khi Honda City đã có từ rất lâu rồi. Nhưng mà nhìn chung về mặt tiện nghi thì mình thấy đang khá là ngang tài ngang sức, bị mất cái này thì lại được cái kia, cho nên cán cân vẫn chưa nghiêng hẳn về bên nào. Trước khi Honda City 2023 ra mắt thì Toyota Vios 2023 chính là mẫu xe vượt trội trong phân khúc với hai tính năng cảnh báo tiền va chạm và cảnh báo lệch làn trong gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense. Tuy nhiên, kể từ khi bản cập nhật của Honda City trình làng thì tất cả mọi thứ đã thay đổi. Thay vì sở hữu một phần tính năng như đối thủ thì City 2023 được trang bị trọn gói an toàn chủ động Honda Sensing trên cả 3 phiên bản. Đây là một điểm đáng chú ý nhất trong lần nâng cấp này của Honda, chơi quá là trội luôn. Vẫn chưa hết thì Honda City còn thể hiện độ chịu chơi của mình bằng cách làm cho khách hàng không thể nào mà lôi được nhược điểm phanh tăng trống ở đời cũ ra để chê thêm nữa, bởi vì chúng ta đã có 4 phanh đĩa nhưng mà rất tiếc là chỉ có trên phiên bản cao mà thôi. Tuy vậy thì hệ thống cảm biến vẫn là một ẩn số với các mẫu xe của Honda, khi nâng cấp đủ thứ rồi nhưng mà vẫn không thể tìm được hệ thống cảm biến trên Honda City. Mọi người có thể thấy là hệ thống này nó phiền hay là nó thừa, nhưng mà mình nghĩ là một mẫu xe được hướng tới nhóm khách hàng đô thị mà lại không có cảm biến thì chắc chắn là một điều thiếu sót. Có thể thấy là các hãng xe Nhật đang áp đảo hoàn toàn đối thủ Hàn Quốc là Accent bằng cuộc đua về trang bị và công nghệ. Và trong lần nâng cấp này thì lợi thế đang nghiêng hẳn về phía City với gói an toàn Honda Sensing trên cả 3 phiên bản của mình. Nhưng mà Honda vẫn làm người dùng có một chút lấn cấn khi thiếu vắng đi những trang bị an toàn chủ động như là túi khí rèm hay là cảm biến như mình vừa kể trên. Trong lần nâng cấp mới nhất này thì cả hai mẫu xe vẫn giữ nguyên khối động cơ 1.5 lít hút khí tự nhiên cùng với hộp số CVT. Nhưng mà sức mạnh của Honda City thì vượt trội hơn so với đối thủ và cũng đem lại cảm giác lái phấn khích hơn, thú vị hơn so với sự điềm đạm của Vios. Điểm chung là khả năng vận hành của cả hai đều sẽ hướng về cái sự mượt mà bởi vì cùng sử dụng hộp số CVT. Nhưng phần nào đấy thì mình nghĩ là mẫu xe đến từ Toyota là Vios vẫn sẽ có lợi thế hơn khi mà bảo dưỡng, bởi vì chi phí bảo dưỡng của Toyota thì vẫn luôn rẻ hơn so với mặt bằng chung.
Đi cùng với những nâng cấp lần này thì giá bán của Honda City cũng được tăng lên. Và mặc dù chỉ một ít thôi nhưng mà đây vẫn là rào cản đối với người dùng, bởi vì dù sao thì đây vẫn là mẫu xe có giá bán đắt nhất trong phân khúc. Nhưng công bằng mà nói thì Honda khá là biết cách lắng nghe người dùng. Nếu mọi người đã xem video review Honda City 2022 của mình thì có thể thấy là những cái nhược điểm mà mình đề cập ở trong video đấy thì phần lớn đã được thay đổi ở trong 2023. Và mình thấy đây là một cái tín hiệu khá là tích cực, trừ cái phần giá bán ra nhé. Và đó là những so sánh của mình giữa Honda City và Toyota Vios 2023. Mọi người có đồng tình hay là không đồng tình với ý kiến nào thì có thể để lại comment bên dưới nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video lần sau. Bye bye.